Chào anh chị đã quay trở lại với phần 4 tiến độ dự án nhà phố đô thị đảo Sun Grand City Neo An Thới. Ở trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy toàn bộ hình ảnh về nhà phố đô thị đảo được cập nhật mới nhất vào tháng 3 của năm 2021 với cái trục đường AT rất là đẹp ở phía trong và trục đường GT 60m ở phía ngoài kết nối gần như vuông góc với nhau. Và với cảnh quan thiên nhiên được ưu đãi thì những năm qua An Thới đón sóng đầu tư hàng tỷ đô để hình thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp. Tuy vậy thì cái bức tranh kinh tế xã hội nơi đây còn thiếu vắng những mảnh ghép đến từ các cái khu đô thị kiểu mẫu, khang trang, hiện đại nhằm phục vụ lớp cư dân mới đến sinh sống và làm việc tại Nam đảo. Và đón đầu xu hướng này thì Sun Group đã phát triển dự án nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới với cái đợt bán hàng cuối cùng vào cuối năm 2020, cái làn sóng khách hàng mua cái trục AT này rất là nhiều và thanh khoản rất là nhanh. Và theo cái giới nghiên cứu quy hoạch đánh giá thì dự án nhà phố đô thị đảo này sẽ là cái dự án mở đường cho các cái cuộc di cư từ đất liền và di cư ngay trong lòng đảo. Người giàu ở Phú Quốc sẽ dần dần thay đổi để tìm những cái các khu đô thị văn minh hiện đại. Những cái lớp cư dân mới đến Phú Quốc đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp cũng sẽ lựa chọn Sun Grand City New An Thới bởi những yếu tố sở hữu lâu dài, quy hoạch bài bản và đáp ứng đầy đủ dịch vụ. Và đây là một dự án được kỳ vọng mà sẽ tiên phong khai phá thị trường Nam Phú Quốc với những tại phường An Thới với những chức năng như chúng ta đã biết là an cư, kinh doanh và giải trí. Và hiện tại thì gần như toàn bộ các cái cung đường của dự án đang được liên tục được hoàn thiện. Và mới nhất thì chúng ta đã có những cung đường S5, R1, R2 thì chủ đầu tư họ đang làm. R2 thì chúng ta thấy là phía sau có một đoạn chủ đầu tư họ đã đang đổ nền rồi. Không chỉ thừa hưởng một cái giá trị cộng sinh từ hệ sinh thái của Sun Group thì dự án này còn thuyết phục các cái nhà đầu tư và người dân Phú Quốc bởi cái quy hoạch siêu khối được học hỏi từ kỳ quan quy hoạch của đô thị Tây Ban Nha, đô thị Barcelona tại Tây Ban Nha. Và như những cái chiếc bàn cờ khổng lồ thì những cái khối nhà phố tại dự án tựa vào đại lộ như Gateway, New An Thới hay là L3 nằm xen kẽ các cái lối đi khang trang giữa những cái dãy nhà phố là những cái công viên tiện ích phục vụ cái nhu cầu vui chơi giải trí cũng như là sức khỏe, giáo dục dành cho toàn thể cư dân. Và theo quy hoạch thì thành phố Phú Quốc phân khu đô thị An Thới rộng đến 1.022 ha được định hướng trở thành thành phố đô thị cảng quốc tế, đồng thời cũng là trung tâm thương mại du lịch. Dự báo đến 2020 thì An Thới sẽ có trên 70.000 dân cùng với hàng triệu khách du lịch ghé thăm mỗi năm. Và trước những cái mục tiêu quyết liệt và mạnh mẽ đó thì những dòng sản phẩm đa chức năng vừa ở vừa kinh doanh lâu dài như Sun Grand City New An Thới được xem là con át chủ bài và đón đầu cái tiềm năng tăng trưởng vượt bậc tại bất động sản phía Nam đảo Ngọc. Và Phú Quốc thì người dân người ta có một câu là bám biển mà sống, thì vị trí An Thới xung quanh bốn bề sẽ là biển. Và hiện tại chủ đầu tư đang mở bán những căn nhà phố Gateway với cái mạn chặn mà anh chị đang nhìn thấy trên màn hình. Nó nằm ở khu vực mặt tiền chính của đường tỉnh DT975, phía sau là những cái nền đất tái định cư Hòn Thơm. Và tại đây thì đang mở bán những cái căn nhà phố diện tích khoảng 120m² với giá bán từ 17 đến khoảng 25 tỷ một căn. Và anh chị quan tâm đầu tư về nhà phố đại lộ ở Gateway, anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin và chính sách bán hàng cập nhật từ chủ đầu tư Sun Group. Và theo như giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì nhìn lại tổng thể, Phú Quốc đang mới ở cái giai đoạn đầu tư và phát triển hạ tầng. Dư địa đầu tư vào thành phố Phú Quốc đầy tiềm năng là rất lớn và có thể hình thành ở đây những hệ sinh thái đô thị đảo du lịch đặc biệt, lợi ích là vô cùng to lớn. Và giá đất Phú Quốc hiện nay còn khá thấp, chỉ tương đương với một đô thị loại 2 trên đất liền. Và chỉ sau 10 năm nữa thì thành phố Phú Quốc sẽ trở thành đô thị loại 1. Và chúng ta tin rằng là giá đất có thể tăng gấp đôi 3 lần là điều bình thường và là hiển nhiên. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở video phần 4 của dự án.